Thưa quý vị, với tâm thế sẵn sàng cho năm học mới, đội ngũ cán bộ giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã thực hiện nhiều hoạt động công tác tổng vệ sinh trường lớp nhằm tạo cảnh quan môi trường vui chơi sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến trường. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại các trường mầm non trên địa bàn quận Bình Thủy trước thềm năm học mới. Nhà trường cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thủy là tổ chức phun thuốc diệt côn trùng, rồi nhà trường cũng đã phát quang cây cảnh, tổng vệ sinh toàn trường. Bên cạnh đó thì các cô cũng đã lau chùi, tổng vệ sinh, rửa đồ chơi, đồ dùng cho các cháu, phòng cái dịch bệnh như là sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Để chuẩn bị đón trên 200 trẻ trong đầu năm học mới 2024-2025, ngay từ đầu tháng 8, đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường mầm non Long Tuyền thuộc phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có mặt tại trường để vệ sinh môi trường, khuôn viên, lau chùi đồ dùng, đồ chơi, và các giáo viên đã tự tay trang trí phòng học nhằm tạo được sự phấn khởi khi trẻ đến trường. Các cô cũng trang trí cái sắp xếp những cái góc chơi theo cái chủ đề trường mầm non đầu năm để tạo một cái môi trường vừa thân thiện rồi đẹp để đặng mà thu hút các cháu vào năm học. Toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên của mỗi cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Bình Thủy được quy động để dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, kiểm kê các danh mục đồ dùng, đồ chơi để chuẩn bị thật chu đáo cho năm học mới, đặc biệt là ngày hội trẻ đến trường. Nhà trường cũng đã chuẩn bị một số các hoạt động như là sắp xếp, bảo dưỡng lại các cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi của các con ở trong lớp, ở ngoài trời. Giáo viên thì trang trí lại các góc lớp. Ngoài ra thì nhà trường còn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, xây dựng cái kế hoạch năm học, xây dựng thực đơn và cũng thực hiện một số cái biện pháp vệ sinh khử khuẩn trước khi đón trẻ trở lại trường. Qua kiểm tra thì các công tác đó là cái công tác vệ sinh trường lớp, rồi trang trí lớp, chuẩn bị đội ngũ, cũng như là chuẩn bị các điều kiện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo về môi trường, phòng chống dịch bệnh. Và đến thời điểm này chúng tôi vẫn đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát các điều kiện của đơn vị mình để huy động hết cái số trẻ trong độ tuổi ra lớp. Và đặc biệt là khuyến khích các cơ sở mầm non tư thục, cũng như là đảm bảo các điều kiện về con người và cơ sở vật chất để trẻ học tập và phát triển. Năm học này, toàn thành phố Cần Thơ có hơn 33.000 trẻ mầm non đến lớp, riêng quận Bình Thủy có trên 5.000 trẻ. Với việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cùng với việc đổi mới căn bản phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ và phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2023-2024, sẽ là tiền đề vững chắc để cấp học mầm non quận Bình Thủy nói riêng và toàn thành phố Cần Thơ nói chung tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2024-2025.